Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày mùng 3 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Kim Động trồng được 1.500 ha cây vụ đông sớm. Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Huyện Khoái Châu tăng cường xử lý xe quá khổ quá tải chạy trên địa bàn. Huyện Ân Thi vẫn tồn tại nhiều điểm vi phạm công trình thủy lợi. Cưới xin tiết kiệm, cán bộ đảng viên cần gương mẫu đi trước. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Sau 7 năm thực hiện xây dựng và phát triển, xã Hòa Phong đã đạt được 19 trên tổng số 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về chuẩn nông thôn mới. Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, với thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt trên 50 triệu đồng một người một năm. Xã đã đầu tư trên 142 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng và thiết chế văn hóa, trong đó xây dựng được 86 đoạn tuyến đường giao thông thôn, hoàn thiện các cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường. Đặc biệt là đã thúc đẩy phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp với 4 làng nghề mộc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận làng nghề, tạo hàng ngàn việc làm ổn định, qua đó góp phần ổn định kinh tế và an ninh trật tự trên địa bàn. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban nhân dân tỉnh cho xã Hòa Phong. Đến nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện Kim Động đã trồng được 1.500 ha cây vụ đông. Để kịp thời trồng cây vụ đông, bà con nông dân trên địa bàn huyện Kim Động đã nhanh chóng thu hoạch những diện tích lúa đã chín và trồng một số cây vụ đông sớm như bí, ngô, dưa chuột. Tổng diện tích cây vụ đông năm nay của huyện Kim Động gieo trồng trên 4.000 ha. Đến nay đã trồng được 1.500 ha, cụ thể là ngô 175 ha, bí trên 90 ha, dưa trên 10 ha. Một số xã trồng cây vụ đông sớm như Nhân La, Phú Thịnh, Vĩnh Xá, Đồng Thanh. Theo người dân cho biết, với diện tích cây bí khoảng hơn chục ngày nữa được thu hoạch. Sau chiến tranh trở về với cuộc sống đời thường, các hội viên cựu chiến binh xã Đại Tập, huyện Khoái Châu luôn tích cực trong sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Hội cựu chiến binh xã Đại Tập có tất cả hơn 450 hội viên, trong đó có trên 30 hội viên tham gia sản xuất. Điển hình như hai vợ chồng hội viên Nguyễn Văn An ở thôn Lãnh Tiền với mô hình thả cá kết hợp, hội viên Phạm Xuân Tươi thôn Minh Khai với nghề chế biến và sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, hội viên Nguyễn Đức An với hơn 7 mẫu đất chủ yếu trồng cam, bưởi và chuối, mỗi năm đều cho thu lãi từ 200 đến 400 triệu đồng. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Hội cựu chiến binh xã Đại Tập đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã sớm hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới, tích cực tham gia các phong trào và hoạt động của hội. Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và điều tra hộ nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2018 cho 1.200 cán bộ, lãnh đạo các phòng Lao động Thương binh và Xã hội của 10 huyện thành phố trong tỉnh. Việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm mục đích xác định đúng đối tượng, thống kê, quản lý biến động của hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2018, đồng thời làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 của các địa phương và tỉnh. Tại các hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai kế hoạch số 104 ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và điều tra hộ nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh năm 2018. Giới thiệu cung cấp một số thông tin về các tiêu chí tiếp cận và đo lường nghèo đa chiều, quy trình tiến độ rà soát điều tra hộ nghèo. Theo kế hoạch, thời gian các địa phương thực hiện rà soát hộ nghèo năm 2018 phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 12. Đến nay, huyện Yên Mỹ đã có 9 xã về đích nông thôn mới, bình quân đạt 18,1 tiêu chí một xã. Kết quả trên là do sự nỗ lực đoàn kết của các ủy đảng chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Xã Ngọc Long về đích nông thôn mới đầu năm 2016, một trong những tiêu chí nổi bật thôn đạt được đó là có sự đóng góp to lớn của người dân, đó là đường giao thông nông thôn. Tính đến nay, 100% các tuyến đường trục xã thôn được cứng hóa và mở rộng, đường ngõ xóm nội đồng đảm bảo không lầy lội.
Để có đường bê tông rộng và đẹp như thế này, phải kể đến tinh thần tự nguyện hiến đất của hàng chục hộ dân trên tuyến đường. Nếu mà để 2 mét thì ô tô không đi được. Thế thì tôi nghĩ là tôi phải hiến ra là hơn 50 phân nữa. Thì là cái đường nó sẽ rộng là 3 mét thì ô tô đi là thoải mái. Chúng tôi đã quán triệt ngay từ trong đảng đến chính quyền, rồi vận động nhân dân cùng tham gia cái chương trình này. Thì tổng số cái người dân tham gia mà đóng góp xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi huy động là trên 90 tỷ. Trong đó thì có trên 70 tỷ là cái nguồn mà nhân dân đóng góp. Ngoài việc tích cực đầu tư hoàn thiện tiêu chí xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng, các xã trên địa bàn huyện còn đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm hộ nghèo. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã xây dựng sửa chữa được 18 ngôi nhà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống. Thế và chính vì dựa vào có cái đồng tiền của nhà nước hỗ trợ đấy, cho nên là toàn thể anh em con cháu trong gia đình thì những người dăm đồng, người ba hào thì cũng gọi là có một chút để hỗ trợ cho gì nên mới xây nên được như vậy. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2018, huyện Yên Mỹ đã huy động được trên 158 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó xã hội hóa được gần 100 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp công trình công cộng, trường mầm non, đường giao thông nông thôn. Huyện phấn đấu đến hết năm nay có 5 xã về đích nông thôn mới và năm 2019 phấn đấu các xã còn lại. Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã nhiều lần lập biên bản nhắc nhở, tuy nhiên, tại huyện Ân Thi vẫn còn nhiều điểm vi phạm công trình thủy lợi, cố tình tái diễn. Hiện toàn huyện có 196 điểm vi phạm hệ thống công trình thủy lợi, cụ thể trồng cây 10 điểm, xây nhà cấp 4, công trình phụ, lều quán 52 điểm, san lấp, cạp lấn dòng chảy 18 điểm, nhà kiên cố 71 điểm, còn lại 45 điểm là các hình thức vi phạm khác. Trong năm xuất hiện thêm 3 vi phạm mới tại các xã Đặng Lễ, thị trấn Ân Thi. Các vi phạm này chủ yếu là san lấp dòng chảy. Điển hình vi phạm là ông Nguyễn Văn Thụ, thị trấn Ân Thi đã tự ý san lấp mặt bằng vào kênh tiêu T81, sông Tam Đô, điểm san lấp tại hạ lưu cống qua tỉnh lộ 376. Vi phạm của hộ ông Nguyễn Hữu Huynh, xã Đặng Lễ đã tự ý đặt cống và san lấp trái phép qua kênh tiêu T25, trạm bơm Thọ Hội thuộc thôn An Trạch. Hay hợp tác xã Vàng Bạc Kỳ Anh đã tự ý xây dựng cống đặt cao trên 1 mét gây ách tắc dòng chảy, không chỉ ảnh hưởng đến việc tưới tiêu của địa phương mà còn ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước. Để ngăn chặn tình trạng xe quá khổ quá tải vẫn còn lén lút hoạt động, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Khoái Châu đã tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thống kê đầu năm 2018 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Khoái Châu đã phát hiện 152 xe quá khổ quá tải, đã lập biên bản xử phạt 118 trường hợp với số tiền trên 500 triệu đồng. Nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ mà tình trạng xe ô tô tải vi phạm chở hàng quá tải quá khổ trên địa bàn huyện Khoái Châu đã giảm đáng kể, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng. Với mục tiêu giảm dần tiến tới chấm dứt tình trạng xe chở quá tải trọng và cơi nới thành thùng tham gia giao thông, công tác tuần tra xử lý các phương tiện chở quá tải sẽ được các lực lượng chức năng huyện triển khai thường xuyên, liên tục. Ngoài việc tổ chức cắm chốt tại các địa bàn trọng điểm sẽ tiến hành tuần tra lưu động, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thời gian gần đây trên tuyến đường sắt đoạn qua địa bàn thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm lại tiếp tục tái diễn tình trạng các hộ sản xuất nhựa chất hàng hóa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Qua ghi nhận, tại khu vực trên có tới 6 điểm người dân chất hàng hóa phế thải gây ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông đường sắt. Được biết, huyện Văn Lâm và Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh thường xuyên tuyên truyền và nhắc nhở các hộ dân không chất hàng hóa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, nhưng chỉ được một thời gian, xong lại tái diễn. Hàng hóa rác thải được chất cao không chỉ làm che khuất tầm nhìn của các phương tiện giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đường sắt. Cá biệt có những nơi, người dân còn mang cả những khung gỗ, thùng gỗ xa để sát mép đường tay, gây nguy hiểm cho các chuyến tàu. Trước tình trạng trên, đề nghị huyện Văn Lâm và Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh cần có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên để đảm bảo sự an toàn cho các chuyến tàu và tránh những vụ tai nạn giao thông đường sắt đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, hiện ở nơi này nơi kia vẫn còn tình trạng nhiều gia đình tổ chức cưới, linh đình, làm nhiều mâm,
mời nhiều khách rạp cưới lấn đường gây lãng phí. Trong số đó, có không ít gia đình cán bộ đảng viên gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, để việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới có hiệu quả đi vào thực chất và được sự đồng thuận cao của nhân dân, thì trên hết, cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu. Tôi thấy rằng là một số nơi tổ chức đám cưới giờ cồng cành quá. Hàng 3-4 cái rạp liệt, ăn uống cứ như ngày hội ấy. Nếu như chúng tôi thì chúng tôi không thể làm được như thế này. Mà tôi nghĩ rằng đến bề cán bộ này nhiều hơn. Có những cái ý kiến của bà con xì xào nơi này nơi nọ, nó vậy là vẫn còn những cái nhà lãnh đạo. Cho nên là coi là khách khứa xe nước xe vé hoặc là nó mở nó nhiều mâm quá. Hộ gia đình mà người ta nó có điều kiện đấy thì thường là người ta nó tổ chức làm 2-3 ngày. Đấy thì người ta nó cũng tổ chức là thứ nhất là người ta nó phân khách ra là khách bố, khách con, rồi khách làm ăn, rồi là khách gia đình. Đấy thì người ta nó cũng tổ chức là hơn 100 mâm. Đó là thực tế đã và đang diễn ra ở tỉnh ta khi dư luận xôn xao về những đám cưới tổ chức linh đình lãng phí. Một bộ phận người dân điều kiện kinh tế khá có tâm lý tổ chức đám cưới hoành tráng, phô trương để hơn người khác. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những người đang giữ chức vụ cao, thiếu gương mẫu. Vì nhiều lý do khác nhau mà tổ chức cưới to nhiều ngày, mời nhiều khách với hàng trăm mâm cỗ. Để khắc phục tình trạng trên, ngày 17 tháng 5 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành chỉ thị số 07 về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị quán triệt cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, không tổ chức đám cưới xa hoa lãng phí. Chỉ thị 07 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành trong thời điểm này là thực sự cần thiết và phù hợp với thực tế. Vì thế đã được dư luận đồng thuận cao. Cỗ mà nhiều quá, rồi mời bạn bè, rồi là ăn uống linh đình, cái này tôi sẽ thấy nó không nên. Cái thứ hai là nó lãng phí quá. Tất cả các đảng viên là phải gương mẫu từ gia đình nhà mình, sau đến xã hội. Làm sao để mà thực hiện cho nó tốt cái quy định của nhà nước, pháp luật của nhà nước. Chỉ thị 07 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành. Vì thế cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội cần vào cuộc tích cực hơn nữa để tuyên truyền, vận động cũng như có hình thức xử lý nghiêm đối với quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên tổ chức cưới xin lãng phí, phô trương. Cái năm vừa qua thì cũng có một số hộ là tổ chức linh đình, nhân dân là người ta phản đối rất kịch liệt. Vì thế mà chúng tôi cũng đã phải tính toán đến cái việc là mời từng cụm dân cư một và cử các tổ trưởng tổ dân cư để tuyên truyền cho các hộ trong cụm dân cư, nhất là cán bộ đảng viên phải cần phải nêu gương để cho nhân dân học theo. Thí dụ như là cái việc tổ chức cưới cho các cháu thì chỉ nên tổ chức ăn một buổi và tiết kiệm trong gia đình. Mặt trận Tổ quốc đã tiếp tục và phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng để tiếp tục mà tuyên truyền sâu kỹ hơn các cái nội dung của chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của trên để tới các tầng lớp nhân dân và các cán bộ các cấp để thực hiện tốt thực hiện cái chỉ thị của Ủy ban Nhân tỉnh. Làm sao là trong mùa cưới năm nay cũng như năm tiếp theo thì là chúng ta sẽ tổ chức các cái đám cưới là tiết kiệm, lành mạnh, vui vẻ. Để không còn những đám cưới xa hoa lãng phí gây phản cảm trong xã hội, cần sự đồng thuận của nhân dân. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước, chỉ thị của tỉnh về tổ chức cưới xin tiết kiệm, văn minh theo nếp sống mới, bởi đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Vào hồi 12 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2018, đội 4 Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp với đội 7 Chi cục Quản lý Thị trường phát hiện đối tượng Nguyễn Khắc Biên, sinh năm 1980, trú tại thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, đang vận chuyển 4 con lợn chết đi tiêu thụ. 4 con lợn chết có tổng trọng lượng 370 kg đang được Biên chở trên đường thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ.
số thịt lợn này đã chuyển sang màu tái, có mùi hôi. Đối tượng Biên không xuất trình được giấy tờ liên quan, bước đầu khai nhận mua của một số hộ chăn nuôi có lợn chết ở xã Hòa Long với giá 3.000 đồng một kg để mang đi bán, lấy chênh lệch kiếm lời. Sau khi lập biên bản, đội quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý Thị trường tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng Nguyễn Khắc Biên 12 triệu đồng và buộc tiêu hủy 370 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc này. Nhằm khắc phục tình trạng đổ rác thải bừa bãi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, Xã Dị Chế đã tập trung chỉ đạo thành lập các tổ thu gom rác thải, quy hoạch xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại các thôn, đảm bảo môi trường nông thôn luôn sạch đẹp. Hiện nay, xã đã thành lập được 8 tổ thu gom rác thải có nhiệm vụ trực tiếp thu gom rác vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các hộ dân nâng cao ý thức phân loại, xử lý rác thải ngay tại gia đình, hạn chế sử dụng túi ni lông, các loại rác thải khó phân hủy. Nhờ đó, đường làng ngõ xóm luôn sạch đẹp, không còn tình trạng các bãi rác tự phát mọc lên trong khu dân cư như trước đây. Xã có 2 bãi chôn lấp tại thôn Dị Chế và thôn Đa Quang. Từ nay đến cuối năm 2018, xã hoàn thành xây mới thêm 2 bãi rác tại thôn Nghĩa Chế với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Nhờ đó, môi trường nông thôn ở đây từng bước được nâng cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra. Thời gian qua, nhân dân xã Xuân Dục và xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào liên tục phản ánh về tình trạng khí thải, khói bụi phát ra từ một công ty đang thuê lại nhà xưởng của công ty cổ phần sản xuất nhập khẩu Phương Đông, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Khói bụi kèm theo mùi khó chịu được phát ra từ công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Vương. Đây là doanh nghiệp đang thuê khoảng 2.000 m2 nhà xưởng của công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Phương Đông để sản xuất. Ngành nghề sản xuất chính của công ty Hiệp Vương là định hình vải màn. Khói bụi kèm theo mùi khét độc hại phát ra trong quá trình doanh nghiệp này đốt củi, ép mùn cưa vụn, thải loại có chất cao để lấy nhiệt. Được biết, doanh nghiệp này đã thuê nhà xưởng ở đây được gần 10 năm nay và thường xuyên thải khói bụi kèm theo mùi độc hại ra môi trường trong quá trình sản xuất. Trong khi công ty Phương Đông có nhà xưởng cho thuê cũng đã nhiều lần bị ngành chức năng xử phạt vì xả thải gây ô nhiễm môi trường. Tòa án Nhân dân thành phố Hưng Yên vừa đưa ra xét xử lưu động công khai 2 vụ án hình sự. Vụ án thứ nhất xét xử bị cáo Vũ Văn Thi, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại đội 9 thôn An Triều 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên về tội trộm cắp tài sản. Vụ án thứ hai xét xử bị cáo Đào Ngọc Hiếu, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại số 138 G, đường Trương Trắc, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình với thái độ ăn năn hối cải, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Thi 1 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Đoàn Ngọc Hiếu 7 năm tù giam. Đây là bài học đắt giá dành cho những kẻ lười lao động, thích hưởng thụ dẫn đến hành vi phạm tội. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 370 thông báo thời gian làm việc mùa đông gửi các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố nội dung như sau. Thực hiện điều 104 Bộ Luật Lao động năm 2012, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2018 từ ngày 16 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2019 như sau. Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố thông báo để cán bộ, công chức viên chức và nhân dân biết thực hiện. Thưa lệnh Chủ tịch, ký thay Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng Nguyễn Xuân Phương. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Khoái Châu có nhiều mô hình trồng cam đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở huyện Kim Động đạt cao hơn mức chung của toàn tỉnh. Huyện Văn Giang phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.